À, tiếp tục ta sang cái phần số 2 là phần tự luận. Ta làm câu 1. Câu 1 này. Câu 1. Cho hàm số y bằng fx có bảng xét dấu của f phẩy x như sau. Tìm các khoảng nghịch biến của hàm số y bằng f của 5 trừ 2x. Y bằng f của 5 trừ 2x. Ok, trước tiên ta tính y phẩy. Ta có này. Y phẩy bằng 5 trừ 2x phẩy nhân với f phẩy của 5 trừ 2x và bằng gì? Hay là trừ 2 nhân với f phẩy 5 trừ 2x. Đó. Hàm số nghịch biến. Hàm số nghịch biến khi cái thằng y phẩy nó nhỏ hơn không hay tương đương với thằng này f phẩy của 5 trừ 2x lớn hơn không. Đó, khoảng khoảng nhé. Khoảng nghịch biến thì không có dấu bằng nha. Ok. Thế như vậy. Và chúng ta từ cái bảng biến thiên. Thì ta thấy f phẩy x lớn hơn không khi nào? Khi trừ 5 nhỏ hơn x, nhỏ hơn trừ 1 và x lớn hoặc x lớn hơn 3. Vậy thì số 1 đây. Vậy từ đấy suy ra 1 sẽ tương đương với là 5 trừ 5 nhỏ hơn 5 trừ 2x. Đấy. Nhỏ hơn trừ 1. Đúng không? Và 5 trừ 2x lớn hơn 3 tương đương với hoặc ở đây trừ 5 là chúng ta sẽ có được trừ 10 nhỏ hơn trừ 2x nhỏ hơn trừ 6. Rồi thằng này là 2x sẽ nhỏ hơn 2 tương đương với chia cả hai vế cho 2 thì ta được là 3 nhỏ hơn x nhỏ hơn 5. Rồi thằng này x nhỏ hơn 1. Đó. Nói tóm lại là chúng ta thấy là cái hàm số này xem sao từ đấy suy ra hàm số y bằng f của 5 trừ 2x nghịch biến. Trên các khoảng bảng là gì? Thứ nhất là trừ vô cùng cho đến 1 và 3 đến 5. Đó. Đấy là cái bài số 1. Để làm tự luận là như vậy. Thế chứ nhỉ? Cái này mà làm trắc nghiệm, làm theo cái này khá là lâu đúng không nhỉ? Trắc nghiệm ta có cách nhanh hơn nhiều. Đúng không? Ok. Đấy là câu số 1 của chúng ta. Sang câu số 2. Câu số 2 là hình này. Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật, AB bằng A, AD bằng 3A, cạnh bên SA vuông góc đáy. Ok rồi. À, có cạnh vuông góc đáy là ngon rồi. Tính thể tích V của khối chóp SABCD, viết góc giữa hai mặt phẳng SBD và ABCD là bằng 60 độ. SBD và ABCD là 60 độ. Rồi. À, trước tiên thì chúng ta vẽ hình nha. Hình đây.
Mặt FBD tạo với ABCD góc 60 độ, ta tìm giao tuyến của nó, giao tuyến nó chính là BD đây. Đó. Thế nhỉ? Bây giờ chúng ta tìm góc giữa hai mặt phẳng. Góc giữa hai mặt phẳng thì bằng cách là từ cái thằng A này ta kẻ một đường thẳng vuông góc thằng BD. Ví dụ chỗ này đi. Rồi. À, kẻ vuông góc BD này. Đó. Đây là vuông góc và nối từ S nối cái điểm đó. Đây vuông góc đây. Cái đáy nó là hình chữ nhật. Nếu như giả sử đáy nó hình vuông thì nó chính là cái góc nó giao giữa cái hai thằng AC và BD này. Chúng ta không phải kẻ vuông góc nữa mà AC BD vuông góc với nhau. Nhưng trong trường hợp này nó đây hình chữ nhật thì ta sẽ vẽ ví dụ là điểm Y đi chẳng hạn. Đó. Thì góc này sẽ bằng 60 độ này. Chúng ta phải trình bày cái điểm này. Rồi. Thế thì có cái thằng 60 độ và ta sẽ tìm cái thằng AI này. Ta tìm được AI thì chúng ta sẽ tìm được cái thằng S SA thôi. Tìm được chiều cao SA thì đương nhiên là tính được thể tích rất đơn giản thôi. Ok, thế bây giờ ta sẽ trình bày này. Đó. Ta có này. SA vuông góc với ABCD. Đó, đây giả thiết này, được chưa nhỉ? Đấy. Từ A ta kẻ à từ đây chúng ta suy ra luôn này SA vuông góc BD. Từ A ta kẻ AI vuông góc với BD. Đấy. Đây là số 1 này. Số 2. Thì từ 1 2 suy ra BD vuông góc với mặt phẳng SAI. Đó. Hay nói cách khác ta có gì? AI thì vuông góc với BD. Rồi SI vuông góc với BD, đúng không? Đó. Và từ đấy suy ra cái thằng góc SIA chính là bằng góc giữa hai mặt phẳng SBD và ABCD. ABCD. Và bài toán cho bằng 60 độ. Đó, 60 độ. Ok. Rồi. Cái nhiệm vụ bây giờ ta tính thôi. Ta có này. Trong tam giác vuông. Tam giác vuông ABD thì ta suy ra có là 1 trên AI bình. AI là đường cao bằng 1 trên AB bình cộng 1 trên AD bình. Thay số vào AB thì bằng A 1 trên A bình cộng với AD là 3 thì 1 trên 9A bình. Và thay vào đây thì chúng ta sẽ có là bao nhiêu? 10 phần 9 đúng không? 10 phần 9 A bình. Rồi. Vậy thì ta suy ra thằng AI. Từ đấy suy ra thằng AI chính là bằng 3A chia căn 10. Rồi. Và ta xét tam giác vuông. SAI SAI thì ta sẽ có SA bằng AI nhân với tan 60 độ. Và bằng này AI thì bằng bao nhiêu? Bằng 3A chia căn 10 tan 6 độ căn 3, hay nói tóm lại là bằng 3 căn 3
a chia cho căn 10. Rồi, rất đơn giản rồi, xong rồi. Bây giờ diện tích mình tính luôn, diện tích ABCD thì có phải là bằng AB nhân với AD bằng 3 bình. Rồi. Và lúc này suy ra hệ tích V của S ABCD bằng 1 phần 3 SA SA nhân với diện tích ABCD và bằng bằng 1 phần 3 SA đây là bằng 3 căn 3 A chia cho căn 10. Đúng không? Nhân với 3 A bình phương bằng 33 hết, vậy thì bằng 3 căn 3 A mũ 3 chia cho căn 10. Hay là bằng 3 căn 30 chia cho 10 A mũ 3. Đó. Được chưa nhỉ? Đấy. Thì đấy là cái thể tích là câu số 2, cũng không phải là quá khó, được chưa? Tiếp theo sang câu số 3. Rồi. Câu số 3 khá là khó đây nhỉ, nhìn thấy khá là lằng nhằng. Đúng không? Câu số 3 này. Câu số 3 này chắc chúng ta phải phá trị tuyệt đối ấy, đúng không nhỉ? Ok. Thì để phá trị tuyệt đối ta phải xét cái trong này là dương âm như thế nào, đúng không? Thế bây giờ ta có đi. Thằng delta phẩy của cái thằng trong này nhá. Bằng m bình trừ AC, tức là trừ gì? Trừ 1. Rồi. Bây giờ mình xét trường hợp thứ nhất. Nếu như là trường hợp 1 này. Nếu delta phẩy nhỏ hơn bằng 0. Đấy, nhỏ bằng 0. Tương đương với m bình trừ 1 nhỏ hơn bằng 0, hay nói khác là trừ 1 nhỏ hơn bằng m bằng 1. Thì lúc này ta sẽ có là trị tuyệt đối của x bình trừ 2m. X này này. Hay à, chúng ta phải viết thế này đã. Bỏ cái trị tuyệt đối đi. X bình trừ 2m x cộng 1 này luôn lớn hơn bằng 0 với mọi x cộng R. Đó. Và lúc này ta sẽ có y bằng fx bằng phá trị đối bằng chính nó, x bình. Rồi. À, tính ra đây thì chúng ta sẽ trừ 2 ra ngoài đi. Trừ 2 nhân với m. Và trừ 2 ra ngoài thì m trừ 2. X. Rồi cộng 1. Đó. Thì ta thấy hàm số là parabol có hệ số A bằng mấy? Bằng 1 lớn hơn 0. Thì suy ra là gì? Parabol có điểm cực tiểu thôi. Tiểu không có điểm cực đại. Đó. Và bài toán yêu cầu là gì? Có điểm cực đại, đúng không? Suy ra là gì? Không thỏa mãn yêu cầu bài toán. Được chưa? Đấy, trường hợp 1. Ok. Bây mình xét trường hợp 2. Xét trường hợp 2. Là nếu delta phẩy lớn hơn 0 tương đương với là gì?
Đương nhiên lớn không thì tương đương với là mình làm tắt luôn, m lớn hơn 1 hoặc m nhỏ hơn trừ 1 rồi. À, khi đó x bình trừ 2 m x cộng 1 ấy bằng 0, có hai nghiệm x1 x2 hai nghiệm x1 x2. Đấy. Đây. Với x1 bằng mình giải thằng phương trình này ra đúng không? Phương trình này ra. Đó. Phương trình ra thì bằng m trừ căn delta, tức là m delta phải đấy, căn delta phải sin a m bình trừ 1 và x2 thì bằng m cộng với căn m bình trừ 1. Và trong trường hợp này thì x1 đương nhiên là nhỏ hơn x gì rồi? Nhỏ x2 rồi. x1 nhỏ hơn x2. Được chưa? Thế thì chúng ta đây này, dấu cộng này. Khi x mà nhỏ hơn x1 hoặc x lớn hơn x2 thì cái thằng x bình trừ 2 m x cộng 1 này lớn hơn 0. Đó. Và lúc đấy ta suy ra được là gì? Hàm số y bằng fx cũng bằng y hệt như cái hàm trên này thôi. Đúng không? Đây, y hệt như hàm trên này. Hoàn toàn giống nhau đúng không? Phá trị đối bằng chính nó. Tức là bằng x bình trừ đi 2 nhân với m trừ 2x cộng 1. Và tương tự như vậy, hàm này gì? À, tương tự trường hợp 1, do đó là gì? Hàm số là không có điểm cực đại. Và suy ra là không thỏa mãn. Đó, không thỏa mãn. Ok. Thế bây giờ mình xét cái trường hợp. Thế còn khi là gì? Khi mà x1 nhỏ hơn x, nhỏ hơn x2 thì lúc này cái x bình trừ 2 m x cộng 1 là nhỏ hơn 0. Và đương nhiên là trị tuyệt đối của x bình trừ 2 m x cộng 1 này này thì bằng trừ x bình cộng với 2 m x trừ 1. Đó. Được chưa nhỉ? Thì chúng ta sẽ có cái gì? Từ đấy suy ra y bằng fx bằng trừ này x bình chắc chắn rồi. Thằng này cộng với 4 thì chúng ta cộng với 2 ra ngoài. Cho nên m cộng với 2 x cộng 1. Ok. Lúc này hàm số ấy, hàm này hàm parabol. Đúng không? Thằng này sẽ đạt cực gì? Thằng này sẽ đạt cực đại tại điểm đỉnh, tại tại cái điểm Y có tọa độ là trừ gì? Trừ B trên 2A và trừ delta trên 4A. Đấy. Hay là từ đấy suy ra Y này. XY là bằng bao nhiêu? Trừ B trên 2A tức là bằng M cộng với 2. Và YY bằng gì? À, bằng F tại XY. Ta có thể thay vào đây đúng không? Thay vào đây thì ta sẽ có là trừ đi M cộng 2 bình phương cộng với 2 lần nhân với M cộng 2. Nhân ở đây cũng thế thôi. Bình phương cộng với 1. Hay này tóm lại là bằng m cộng 2 bình phương cộng 1. Đó, bỏ 2 bình phương cộng 1. Được chưa? Đúng không? Đó. Biết tính đúng chưa nhỉ? Biết có nhầm không nhỉ? Thay vào đây xem đúng không nha. M cộng 2. Rồi ok, chắc là đúng rồi. Nha.
Ở cái chỗ này là chúng ta là trừ một cơ mà đúng không? Chỗ này trừ một thôi chưa đâu, chỗ này nhầm đây rồi. Nhầm đây, sửa thầy chỗ này nhá. Nên chỗ này phải trừ một. Đây trừ một. Đó. Rồi, kiểm tra lại xem nào. Ok, rồi, chắc là đúng rồi, tôi kể nó đi. Thế thì yêu cầu bài toán nó bảo là gì? Có điểm cực đại với giá trị cực đại nhé, tương ứng nằm trong gì? Khoảng 3, 4. Thì đương nhiên đây giá trị cực đại của nó rồi, đúng không? Đó. Mà muốn có cái thằng này thì cái thằng x y này nó phải thuộc x1, x2. Vậy thì để hàm số đã cho có điểm cực đại thì thứ nhất à cực đại và luôn làm yêu cầu bài toán luôn nhá, và giá trị cực đại thuộc 3, 4 này này. Thì sao? Thì ta sẽ có như sau. Thứ nhất là cái thằng xy này này. X1 này này. Nó phải nhỏ hơn xy. Nhỏ x2. Nói tóm lại là cái điểm cực đại nó phải thuộc cái đoạn x1, x2. Và y nó phải thuộc gì? 3, 4. Rồi. Thằng này tương đương với thay số vào thôi. Là x1 đâu? X1 thì nó là bằng x1 là m trừ đi căn m bình trừ 1. Đó. M trừ đi căn m bình trừ 1 nhỏ hơn m cộng 2 nhỏ hơn m cộng với căn của m bình trừ 1. Và cái thằng này nó là 3 nhỏ hơn m cộng với 2 bình phương trừ 1 nhỏ hơn 4. Rồi. Ok. Giải bất này thôi. Đấy, bất phương trình này tương đương với thằng này cắt ra làm ba cái bất phương, 4 bất phương trình luôn. Đấy, chúng ta cắt làm 4 bất phương trình nha. Thứ nhất là cái thằng này ta sẽ có là m căn của m bình trừ 1. Đây cắt thằng đầu tiên này, căn chuyển vị lớn hơn trừ 2. Và căn của m bình trừ 1. Thằng này này bỏ lớn hơn 2. Đó. Thằng này cắt đây thì ta sẽ có m bình m cộng 2 bình phương lớn hơn 4. Và m cộng 2 bình phương nhỏ hơn 5. Rồi. Đây tương đương với khá là lằng nhằng. Này thì luôn thỏa mãn rồi. Đấy, thỏa mãn với mọi m là thuộc từ trừ 1 đến 1 rồi. Đó, ta lưu ý đấy. À đâu, phải mọi m lớn hơn 5, 1 hoặc là nhỏ hơn trừ 1. Đấy, ta lưu ý vậy. Thực ra cái chỗ này ta phải thêm chú ý cái điều kiện nhá. Là m này lớn hơn 1 này hoặc m nhỏ hơn trừ 1 là mình kèm luôn điều kiện vào đây. Thằng này là m à, thằng này bình phương lên thì 5 là m lớn căn 5. M sẽ nhỏ hơn gì? Trừ căn 5. Đó. Thằng dưới này xem nào. Vậy thì chúng ta sẽ có là hoặc là u nhiều thế nhỉ? Hoặc là m thằng này là m cộng 2 lớn hơn 2 hoặc là m cộng 2 sẽ nhỏ hơn trừ 2. Đấy. Nên ta sẽ có m lớn hơn 0. Hoặc là m nhỏ hơn trừ 4. Thằng dưới này
là nó sẽ là gì? Thằng này nó sẽ có m cộng 2 sẽ lớn hơn trừ căn 5 và nhỏ hơn căn 5. Đó, thì sẽ là thành trừ 2 trừ căn 5 nhỏ hơn m nhỏ hơn trừ 2 cộng căn 5. Ôi trời, kết hợp vào. Thằng này thì đương nhiên thỏa mãn thằng dưới này, thỏa mãn thằng trên rồi. Đó. Thế thì ở đây chúng ta sẽ kết hợp vào, chúng ta thấy cái gì? Ở đây sẽ tương đương với từ đâu? Cái thằng đây chúng ta xem cái thằng này là ở đâu này, ở đâu này? Nha, trừ nhỏ trừ 4 này, nhỏ trừ căn 5 này, lớn hơn này. Vậy thì ta xem cái thằng trừ 2 cộng căn 5 bằng bao nhiêu nhé. Trừ 2 cộng 5 bằng bao nhiêu? Thằng này chắc chắn là lớn không rồi, đúng không? Căn 5 là lớn 4 là lớn không? Đó. Trừ 2 trừ đi căn 5 là sẽ nhỏ hơn trừ 4. Ok, vậy thì kết hợp vào đây chúng ta sẽ có là trừ 2 trừ căn 5 nhỏ hơn m nhỏ hơn trừ 4. Đó. Đúng không? Hình như thế. Xem nào. Tốt nhất là cái trục số đây, vậy thầy phát qua cái trục số. Thằng này không phải xét nữa rồi vì thỏa mãn thằng dưới thì chắc chắn là thỏa mãn thằng trên. Đấy. Đặt là đây trừ gì? Trừ 2 trừ căn 5 là nhỏ nhất này. Rồi trừ căn 5 này. À, trừ 4 chứ chứ. Trừ 4 trước chứ. Xong đến trừ căn 5 này. Đó. Xong rồi đến trừ 1. À, trừ 1 bỏ qua luôn. Thằng này bỏ qua mà. Chưa? Cho đến gì? À, không. Không xong rồi đến trừ 2 cộng căn 5 rồi mới đến căn 5. Hiểu thế nhỉ? Ok. Đấy. Thằng này lấy ngoài khoảng trong khoảng trừ căn 5 đến căn 5 bỏ, thằng này bỏ. Rồi. Thằng này lấy ngoài khoảng 0,4 0 trừ 4 trong khoảng 0 trừ 4 bỏ. Đấy. Thằng này lấy gì? Trong khoảng từ trừ 2 trừ căn 5 đến thằng này. Ngoài khoảng bỏ. Ngoài khoảng đây. Bỏ đây. Ôi thế thì bỏ hết rồi. Đó đúng rồi đấy. Ok. Rồi. Nó bỏ cái gì đây? Đồng thời thỏa mãn 10M là số nguyên. Với nhân 10 thôi. Đúng không nhỉ? Vậy từ đấy suy ra 10M. Sẽ thuộc từ đâu? 10m sẽ thuộc nhân vào thôi. À, trừ 10. À, trừ 20 chứ. 10 mà. Nhân là trừ 20. Thôi ở đây chúng ta xóa đi. Viết thế này đi. Ta nhân với 10 vào đây thì chúng ta sẽ có trừ 20 trừ đi 10 căn 5 nhỏ hơn 10m nhỏ hơn trừ 40. Rồi bấm máy cái thằng này nó bằng bao nhiêu này? Trừ 20 trừ 10 căn 5. Xấp xỉ cái chỗ này là xấp xỉ cái tương đương xấp xỉ là trừ 42,36 đây, nhỏ hơn 10m. Nhỏ hơn trừ 40. Vậy 10m thuộc Z thì ta suy ra là 10m bằng bao nhiêu? 10m bằng trừ 42 và 10m bằng trừ 41. Đúng không? Đúng rồi. Vậy ok thì tương đương với m bằng trừ 42 phần 10 và m bằng trừ 41 phần 10. Đúng không? Hỏi bao nhiêu tìm số phần tử vậy suy ra có hai giá trị của m và suy ra s có hai phần tử. Đó, ui rồi. Khá là dài dòng, khá là lằng nhằng, đúng không? Đấy, câu số 3 của ta vậy. Tiếp tục sang câu số 4 này. Câu 4. Ôi trời.
Nhìn thế này này khá là khủng đấy nhờ. Y bằng đây chắc chắn phải biến đổi thế nào đó rồi, chúng ta biến đổi y bằng, chúng ta có điều kiện đấy nhờ. Đó, điều kiện này, điều kiện xác định đó là 1 trừ x bình là lớn hơn bằng 0 tương đương với trừ 1 nhỏ hơn bằng x nhỏ bằng 1. Hay từ đấy suy ra tập xác định đã. D bằng trừ 1 đến 1. Đó, chúng ta phải có tập xác định này. Chúng ta có y bằng này. Biến đổi chút đi. Cái này 4 x bình căn của 1 trừ x bình trừ đi căn 1 trừ đi x bình cộng với ở đây chúng ta nhóm mở ra ngoài 4x mũ 3 trừ đi 3x nhân với m đó cộng với m bình 4x mũ 3 trừ 3x bình. Đây cũng cái hình ảnh đó không nhỉ, 4x mũ 3 nếu nhóm ra ngoài cũng có vẻ như vậy đó, phải không nhỉ? Này để suy nghĩ xem nào. Ok, đến đây thì chúng ta xem là liệu cái hình ảnh 4 mũ 3, 4x mũ 3 trừ đi 3x có liên quan đến 43 công thức 3443 không nhỉ? 3443 của lượng giác. Chúng ta thử xem nhé. Thử đặt và quay hàm lượng giác xem sao nào. Thử thôi xem nhé. Biết được ngon. Đúng không? Người ta sẽ đặt này. Đặt là x bằng sin t đi. X bằng sin t. Thì trong trường hợp này để mà ở đây có 1 trừ x bình ý, tức là 1 trừ sin bình sẽ bằng cos bình. Căn bậc 2 của cos bình sẽ thành trị tuyệt đối cos. Mà muốn cho nó cos nó dương ấy, cos nó dương ấy thì t phải chạy từ đâu đến đâu? Cos dương thì chúng ta đặt là sin đúng không? Thì cos dương thằng này là không, chúng ta đặt là cos đi. Bởi vì 43 mà 4 hoặc là đây sẽ thành trừ, tất cả nó chắc thằng nào cũng được, sin được, cos được, trong trường hợp này được rồi. Thôi. Mình cứ đặt là cos sin đi. Thì chúng ta đây sẽ có dấu trừ 34 mà. Rồi, nó như nhau cả. Ok. Là sin này thì chúng ta thấy thằng này chúng ta phải chú ý thằng này 1 trừ đi sin bình thành cos bình, trị tuyệt đối của cos. Thành căn thì trị tuyệt đối của cos, mà cos thì nó dương thì mình bằng sẽ thành bằng chính ra ngoài đấy, đâu bằng chính nó. Thì muốn để thằng này thì t với t thuộc từ trừ pi trên 2 cho đến pi trên 2 để làm gì? Để chúng ta trừ pi trên 2, đến pi trên 2 đây là đường tròn lượng giác đây đó, thì chúng ta thấy là với t trừ pi trên 2 này đến pi trên 2 thì sin vẫn chạy từ trừ 1 đến 1 đó, hay nói khác là x vẫn thỏa mãn là từ trừ 1 đến 1 đây sin đó. Nhưng mà cos đấy, đây là cos này, đây trục cos này, đây trục sin này đó, thì cos đấy thì sẽ chạy từ 0 đến gì, 0 đến 1 thì nó sẽ dương rồi, 0 đây 1 đây nó sẽ dương đó. Đây lưu ý như vậy. Thế này cos đây chỗ này nó dương, để tí nó ta bỏ trị tuyệt đối thì bằng chính nó rồi. Ok, thế lúc đấy ta sẽ có là y lúc này bằng một cái hàm FT bằng này 4 4 4 sin bình T nhân với căn bậc 2 của 1 trừ sin bình tương tự trừ căn bậc 2 của 1 trừ sin bình cộng với m nhân với 4 sin mũ 3 t trừ đi 3 sin t
rồi cộng với m bình. Đó. Và mình biến đổi này. Đấy, bằng này. 4 sin bình t, mình sẽ đổi với cos 1 trừ đi cos bình t. Rồi. Nhân với cái thằng này. Thằng này thì chính là 1 trừ sin bình thì thành là cos bình. Chị được đối ra ngoài căn thì chị được cos, mà cos dương thì thành gì? Cos luôn. Cos t trừ đi đây cos t. Cộng với nhóm dấu trừ ra ngoài. Trừ ra ngoài thì thành 3 sin t. Trừ đi 4 sin 3t thì thành gì? Sin 3t cộng với m bình. Rồi. Này xem có liên quan đến cos 4t không? Khả năng cao là thành cos 4t đúng không? Ta sẽ có là trừ gì? Trừ 4 cos mũ 3t. Rồi. Thằng này là cộng 4 cos t thì cộng với 3 cos t. Đó. Trừ đi m sin 3t cộng với m bình. Rồi thằng này chính là nhóm mà ở nhóm dấu trừ ra ngoài sin 34 cos 43, 43 thì ta trừ cos 3t rồi trừ đi m sin 3t cộng với m bình. Ok, rồi đẹp quá, đúng không? Vậy thì đây tôi suy ra luôn nhá, suy ra FT bằng này. Được chưa? Thế chúng ta thấy là ở đây chúng ta coi như là đây là chúng ta nhìn thấy biểu thức liên quan đến bậc nhất đối với cos 3t và sin 3t. Thì chúng ta sử dụng cô Bunia đi, đúng không? Thì ta có đây. Ta có cái thằng trừ cos 3t này trừ đi m sin 3t này này tất cả bình phương thì luôn nhỏ hơn bằng căn bậc 2 của trừ 1 bình phương, tức là 1 bình cộng à không là chưa căn nói tí nó mới căn cơ đúng không, 1 bình này cộng với m bình này nhân với sin sin 3 bình 3t này cộng với cos bình 3t này. Đó. Thằng này bằng 1 rồi. Hai thằng này luôn bằng đấy 1 cộng với m bình đúng không? Vậy thì khai căn thôi, từ đấy suy ra là trừ căn của 1 trừ m bình à, cộng m bình sẽ nhỏ hơn bằng trừ cos 3t trừ m sin 3t nhỏ hơn bằng căn của 1 cộng với m bình. Ok. Vậy thì từ đấy suy ra cái thằng FT luôn lớn hơn bằng m bình trừ căn của 1 cộng m bình và nhỏ hơn bằng m bình cộng với căn 1 cộng với bình. Ok, nó là giá trị lớn nhất. Vậy từ đấy suy ra FT max nên là max FT là bằng bao nhiêu? Bằng m bình cộng với căn của 1 cộng với m bình. Rồi. Mà nó không nhỏ hơn 5, không lớn nhất này, không nhỏ hơn 5 thì lớn hơn hoặc bằng bằng 5. Ok, giải bất phương trình này thôi, tương đương với thằng này sẽ là m bình đây nè, cộng với 1 đi. Nó thành một cụm này. Cộng với căn của m bình cộng với 1 thì người ta chuyển sang đây là trừ 6 lớn hơn bằng 0 đúng không? Rồi đúng không? Đấy. Bất phương trình bậc 2 đối với căn bậc 2 của m bình cộng 1, vậy thằng này tương đương với trong trái ngoài cùng đúng nhỉ? Thằng này chúng ta sẽ có là căn của m bình cộng 1 sẽ lớn hơn bằng căn của m bình cộng 1 nhỏ hơn hoặc bằng tổng là trừ 1, tổng là trừ 1, tích là trừ 6. Đấy, trừ 1 và trừ 6 thì nó thành mấy? Trừ 3 và 2 đúng không?
bấm hoặc là bấm máy thì đây sẽ là bằng lớn hơn bằng 2 nhỏ trừ 3. Đó, đương nhiên thằng này vô nghiệm này. Và thằng này chúng ta sẽ giải cái bất phương trình này ra thôi. Tương đương với bình phương lên m bình lớn hơn bằng bình phương này là 44 trừ 1 còn 3, hay tương đương với m lớn hơn bằng căn 3 và m nhỏ hơn bằng trừ căn 3. Ok, nó bảo là từ đâu đến đâu, à từ trừ 20 rồi mà m lại thuộc trừ 20 cho đến 20 và m thuộc z, nên từ đấy suy ra m thuộc nào, đây thì nhỏ hơn bằng trừ căn 3 trừ căn 3 là 1,7, căn 3 là 1,7 trừ 1,7 vậy. À bắt đầu từ gì? 2 đúng không? 2 thì trừ 2, vậy thì cộng trừ 2 cộng trừ 3 cộng trừ 4 rồi đến đâu? À chấm 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 cộng trừ 20 đúng không? Thế thì có bao nhiêu giá trị? Mình cứ cho là từ 1 đến 2020 đi, thì có nhân đôi nên, cộng trừ nhân đôi nên là 4040. Vậy từ đấy suy ra trừ đi 2 giá trị cộng trừ 1, vậy có 4040 trừ 2 là 38, số nguyên m. Đúng nguyên m thỏa mãn yêu cầu bài toán. Ồ khá là nặng nhạc đúng không? Ok, đấy, vậy là chúng ta đã hoàn thành xong câu số 4 và cũng xong cái đề số 4 của chúng ta.